Hiện giờ là chưa cái mèo nó đổ hay nó trễ ấy, nó hay bị một thời gian sử dụng ấy là oxy hóa ấy, là cái lớp nó làm cho dính trên lam nó làm yếu xuống. Bạn phải, thứ nhất là có hai cách. Cách thứ nhất là bạn kéo lên cho nó cao lên tí thì nó dễ dễ lên hơn, nhưng mà nó dễ bị ra bị khan, do cái chuyển động cao thì nó chuyển động xuống nó trùng. Hai cái cách đó của bạn dùng một cách hiệu quả hơn, một cách mai cái lưỡi này. Bạn mai lưỡi, mai lưỡi thì bạn phải mai cái lưỡi ra, lưỡi nhỏ đây. Đặt vào đây, đây phần lưỡi trên đây, đây bạn đặt vào, bạn mai, đây, mai nó mỏng xuống, đến khi nó lên được, nó vẫn thấy nhẹ. Đây, đây là một cái mèo trục tím, theo hệ của tao. Ấn xuống nó sẽ nghe được. Này là được.